Mối quan hệ này đã thực sự kết thúc hay chưa? Nói theo những điều lá bài cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Bởi vì thông điệp có rất nhiều, cho rất nhiều người. Do đó các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Bạn như thế nào thì bạn sẽ tự biết ha. Sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Và trong trải bài, các bạn có lá bài King of Cups, Vua Ly. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Three of Pentacles, lá ba tiền. Và cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Eight of Wands, một gậy. Và sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Và lá bài đầu tiên sẽ nói lên cái ngưỡng cảnh tình huống của mối quan hệ của hai người. Đây là một trong hai người đang sử dụng lý trí để kiểm soát tình cảm của cá nhân. Một trong hai đang có xu hướng chối bỏ cảm xúc của chính mình. Bởi vì cái người này sợ rằng tình cảm dành cho người khác sẽ mang điểm yếu ra phơi bày cho họ thấy không tốt cho chính họ. Do một cái năng lượng, một người thông minh, nhưng mà họ rất là hiểu rõ về điều này, cũng như hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Vì vậy, khi mà họ muốn ở gần với một cái đối tượng có cảm tình, thì họ thường luôn gây ra một cảm giác tò mò và hôn hút rất là nhiều. Nhưng một người sống rất tình cảm, nhưng lại luôn cố gắng che giấu cảm xúc. Do đó nếu như bạn hoặc người đó sẽ cảm thấy rất bực bội và thắc mắc, không biết đâu là tính cách thực sự của chính bạn hay là họ. Bởi vì cái ngưỡng cảnh này là tình huống hai chiều, mình không biết bạn là cái người giấu cảm xúc hay người kia. Nhưng mà nếu thực sự một trong hai bạn mà có thể bước vào mối quan hệ lâu dài, thì chắc chắn cái người mà mang năng lượng nam tính này sẽ là người có nội tâm và tình cảm rất là phong phú. Và họ sẽ mang lại cho cảm giác yên bình và ổn định rất là nhiều khi họ thật sự yêu. Và tình yêu đó thật sự rất là tuyệt vời. Và bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy con người thật của họ, một hình mẫu lý tưởng cho tình yêu. Bởi vì khi một lá bài này xuất hiện cho thấy bạn hoặc đối tác của mình, một trong hai bạn không ổn định về mặt cảm xúc, nên gây ra những cái vấn đề trong mối quan hệ của cả hai. Một trong hai người có thể đang trải qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn về mặt tình cảm, và có thể là không đối xử với người kia bằng tình yêu và sự tử tế mà họ xứng đáng có được. Nếu đúng như vậy thì hai bạn cần có chút dành thời gian cho bản thân để kiểm soát cảm xúc của chính mình và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đang gây ra sự biến động này. Do đó phải đối diện với sự thật bản chất mình cần gì và muốn gì, thì mình mới biết được là cái tình cảm của cả hai có tiến triển hay không. Bởi vì bản thân của mình chưa giải quyết được cái nội tâm của mình, thì làm sao mình có thể yêu người khác được các bạn. Và có lẽ ở một số người có thấy được là cái đối tác tiềm năng mà các bạn đặt tình cảm sẽ là một cái người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Do đó họ cảm thấy là họ bị thiếu thốn và trở nên cảm thấy mình bị lạc lõng trong tình cảm của cả hai. Dấu hiệu là một trong hai bạn đã không ngừng lại để nhìn thấy những gì mình có được, bởi vì luôn hướng tới cái gì mà họ muốn. Do đó dẫn đến cái sự thăng trầm cảm rất là nhiều, cảm xúc rất là tiêu cực bởi vì họ không đạt được nó. Đây là cách cảnh báo một trong hai bạn nên cư xử lại với thế giới bên ngoài bằng chính hình ảnh đại diện của nội tâm mình. Bởi vì mình biết đủ là đủ các bạn. Còn khi mà các bạn cứ chạy theo cái vật chất cuộc sống này, cuộc sống nọ, nó khiến mình mệt mỏi rất là nhiều. Đó, mình nên hãy sống vui vẻ thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái điều này một cái dấu hiệu là mình phải tìm thấy cái trách nhiệm về mặt cảm xúc của chính mình, chứ không phải cho phép bản thân mình quá cả tin hay đặt mình vào vị trí những khác để thao túng cũng như lợi dụng người khác. Đây là một điều rất là quan trọng. Nó thể hiện sự thiếu trưởng thành trong mặt cảm xúc, dẫn đến dấu hiệu tình cảm của cả hai đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Và một trong hai bạn là một người rất là dễ xúc động và nhạy cảm đến mức là mất khả năng hoạt động bình thường vào cái thế giới bên ngoài luôn. Một người rất là thật thường, hay hờn dỗi, mất cân bằng và có nguy cơ phụ thuộc vào những người xung quanh, từ gia đình hoặc là bạn bè của người đó. Họ không thể tách rời, có thể quyết định là mình yêu hay không yêu. Cái điều này rất là buồn các bạn ha, bởi vì một cái người đó thật sự trưởng thành và có dấu hiệu là những người thuộc cung nước như là cự giải, hổ cáp hoặc là song ngư. Và vấn đề mà cả hai bạn cần tập trung là gì?
để cho mối quan hệ có thể tiếp tục mà phát triển hơn rất là nhiều, đó là các bạn có lá bài ba tiền. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó là có một cái việc gì đó khiến cho các bạn cần phải cộng tác với đối tác của mình thì mới có thể được một mối quan hệ tốt đẹp. Bởi vì sự hợp tác sẽ diễn ra rất là thành công vì hai bạn biết kết hợp cái tình cảm và sự yêu thương từ những hai con người khác nhau và cùng thập lành một cái nhóm, một cặp đôi để đạt được cái kết quả tình cảm thật sự tốt đẹp. Vì tình cảm của hai bạn nó đại diện cho một sự phát triển và vượt qua những thử thách ban đầu thôi à. Nó không phải gì mà nhiều hết trơn á. Nếu như một các bạn biết vượt qua nó, đây là một cái điềm báo khiến cho bạn hoặc là người này sẽ được đền đáp bởi những cái nỗ lực của chính mình để cứu lấy tình cảm của cả hai. Bởi vì bất kỳ trong cuộc đấu tranh cãi nào thì sẽ trở thành một ký ức rất là xa vời nếu như bạn thực sự chăm chỉ, quyết tâm và yêu thương thật sự, bao dung thì tất cả hai bạn sẽ được đền đáp tình cảm này. Và nếu như thực sự các bạn đang ở mối quan hệ mập mờ thì bạn thực sự cam kết đặt niềm tin vào mối quan hệ này, nỗ lực hết mình để cho một việc diễn ra được tốt đẹp. Và nếu như bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ thì cái dấu hiệu là bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cố vấn về mối quan hệ để khắc phục vấn đề của mình. Bạn và đối tác của mình đang phải cùng nhau phát triển và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu quan hệ của bạn tương đối mới thì hy vọng là tại cái thời điểm quan hệ này các bạn tìm hiểu tất cả về nhau và tìm cách chia sẻ cuộc sống nhiều nhất có thể. Bởi vì khi đến với một người phải đảm bảo rằng các bạn xem xét mọi khả năng và chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhất để mình phải thông suốt và hiểu cái người này như thế nào, thì từ đó các bạn mới sẵn sàng bước vào tình yêu. Cái vấn đề ở đây là các bạn chưa thực sự tìm hiểu nhau, các bạn chỉ yêu cái phút đầu tiên thôi. Và các bạn tập trung một cách thần thục nhất về những kỹ năng và kiến thức của mình để bước vào cái tình yêu, thì đây là cái điều sẽ gặp thuận lợi rất là nhiều. Phải đảm bảo và phải yêu tập trung, phải tin tưởng họ 100% thì mới được. Năng lượng của lá bài là cho thấy là hai bạn đã thấy mình là ánh sáng của đời nhau rồi. Các bạn thấy là cái người này thấy bạn một ánh sáng vô cùng tích cực, rằng bạn hoặc người đó đã hội đủ cái tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm, mặc dù tình yêu và mới chớm nở thôi. Chứ đó nếu mà kiên nhẫn hơn, hấu hiểu nhau hơn thì khả năng các bạn sẽ đến với nhau rất là cao nha các bạn. Các bạn xem xét tới khả năng là các bạn nên tìm kiếm một cái người nào, một cái tiếng nói đối với bạn và cái người đó luôn. Cái người này sẽ là cầu nối để cho bạn và người này có thể kết nối lại với nhau, cũng như nói một gì đó vào cái chuyện tình cảm của cả hai thì mọi chuyện nó sẽ ok hơn á. Bởi vì khi lá bài này xuất hiện, nó mong muốn là sẽ có sự hợp lực của nhiều người. Bởi vì một mình bạn sẽ không làm nên cái mùa xuân. Bạn và người đó phải có một khi một cái người đó, một cái người mà họ xem là tôn kính và tôn trọng. Và cái người này sẽ là người đưa ra lời khuyên cho cái người đó để cho tình cảm các bạn có thể hàn gắn lại như xưa. Và lá bài cuối cùng sẽ là kết quả của mối quan hệ này sẽ như thế nào. Thì các bạn có lá bài Ace of One, một gậy. Và lá bài này đại diện cho một tin tốt lành, những khởi đầu mới, biểu thị một hành động, bắt đầu một cái gì đó rất là mới. Đây là một trong những lá bài rất là may mắn nha các bạn. Bởi vì nó mang một cái năng lượng rất là tràn đầy, một kiểu thôi thúc rất là nhiều, phải thay đổi vào những cái thứ đã không tồn tại trước đây, đại diện cho một sự tái sinh rất là lớn so với cả hiện tại và quá khứ của các bạn. Tình cảm của các bạn sẽ hướng tới một khởi đầu rất là mới nếu như các bạn đã thấu hiểu cũng như tận dụng mọi cơ hội để cho tình cảm mình sống lại theo những cái năng lượng mà những lá bài trước kia mình đã trình bày cho các bạn rồi. Bởi vì cái vũ trụ nó xây chuyển cho các bạn rất là nhiều nếu như các bạn chấp nhận cái thử thách, bắt đầu và tham gia vào trò chơi tình ái này, thì đảm bảo cái sự thời gian vui vẻ nó sẽ xuất hiện trở lại với các bạn. Bởi vì khả năng tái sinh rất là nhiều cho cái mối quan hệ của cả hai. Nếu như bạn và người này chịu hành động, chịu đam mê và chịu bùng nổ trong tình yêu, thì chắc chắn cái điều vui vẻ cho tình cảm cả hai là sẽ xảy đến. Hãy đến cùng nhau đi, bởi vì mối quan hệ này sẽ trở thành một cái chương rất là mới, mang lại cuộc sống cho bạn và họ rất là mới luôn.
một cái chuyện đính hôn hoặc là kết hôn sẽ diễn ra nha. Một lá bài xuất hiện một điềm báo rất là tuyệt vời cho cả bạn và họ. Nếu câu trả lời mối quan hệ này có thể cứu vãn hay không, thì trả lời là có nha các bạn. Và sẽ có một số bạn thuộc cung lửa luôn nha, là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Một trải bài rất là hạnh phúc ha. Bởi vì bất cứ cái thứ gì mà bạn hỏi trong cái trải bài này thì trở thành có khả năng rất là diễn ra rất là tốt đẹp, một điềm báo rất là hay cho mối quan hệ của cả hai. Thông điệp họ muốn gửi cho các bạn là gì? Họ không có thể ngăn cản họ ngừng nghĩ về bạn. Và lá bài thứ hai của thông điệp tình yêu họ muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là cảm thấy là họ bị thu hút bởi bạn rất là nhiều luôn. Trời, một trải bài đẹp quá vậy trời, đẹp như mơ vậy đó. Và kế tiếp là thông điệp Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là lá bài Butterfly. Và những hình ảnh xưa cũ có thể ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai và cảm xúc của bạn và họ. Bởi vì hai con thằn lằn đại diện cho sự hiểu biết và không hề hiểu biết của mình. Bởi vì chúng ta vô thức, bị tiềm thức, nó control những điều khiển các bạn rất là nhiều. Phải hiểu biết là tác động của nghiệp quả đến cuộc đời của chúng ta như thế nào. Nếu như các bạn không có ý chí vượt qua những cảm xúc tiêu cực của mình, cũng như tổn thương trong quá khứ, thì chính cái điều này nó sẽ tạo ra cái vòng lặp trong cuộc sống của mình. Do đó các bạn hãy loại bỏ những cái tiêu cực, những cái tổn thương khi xưa. Khi đó các bạn mới giải quyết được rốt rễ của vấn đề. Từ đó sẽ chấm dứt cái vòng lặp vô tận này, đưa các bạn trở nên hạnh phúc với tình cảm của cả hai. Mình hy vọng là hai bạn sẽ tìm hạnh phúc ra được. Một trải bài, nó là cái mối quan hệ này có thể cứu vãn được. Nếu như bạn chịu hành động để buông bỏ quá khứ, buông bỏ những tổn thương, thì hai bạn thực sự sẽ trở về thành một cặp một nhà. Quan hệ kết nối là thực sự có thể diễn ra nha các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.